cùng Happy Life chào đón sự ra mắt của một sản phẩm đặc biệt. Hộp sách Đại Lộc Phát, Bách Sự May Mắn, Thiên Sự Thành Công, Vạn Sự Giàu Có. Sở hữu hộp sách Đại Lộc Phát, bạn sẽ có ngay hai ấn phẩm sách mới ra mắt. Một quyển sách Bollinger on Bollinger Bands, bí kíp nắm vững cách sử dụng công cụ phân tích kỹ thuật Bollinger Bands trong đầu tư chứng khoán. Một quyển sách The Simple Path to Wealth, tinh thông tài chính, rèn giũa tư duy làm giàu và có chiến lược phù hợp để thực hiện hóa giấc mơ giàu có. Bên cạnh đó, tinh thông tri thức, lên kế hoạch vững vàng cho tương lai cùng sổ tay Đại Phát, bút chì Đại Lộc và một bookmark điêu khắc nghệ thuật hình dáng cỏ ba lá thu hút tài lộc, may mắn, hành thông cho chủ sở hữu được thiết kế đặc biệt. Làm chủ thời gian, làm chủ cuộc đời khi sở hữu thêm một đồng hồ Pomodoro quản lý thời gian, kỷ luật, bền bỉ, kiên trì chinh phục mục tiêu thịnh vượng đi cùng hộp sách. Duy nhất có tại Happy Life, đặt mua ngay bạn nhé!